Nguyễn Minh Châu, sát thủ cướp tiệm vàng tàn ác chưa từng có, rúng động toàn thành phố Hà Nội. Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Lê Văn Luyện chính là tên sát nhân cướp tiệm vàng rùng rợn nhất trong 10 năm trở lại đây, gây ra bao nhiêu ám ảnh cho mọi người. Nhưng trước đó cũng có một sát thủ tàn ác không kém, người gây ra vụ cướp tiệm vàng làm rúng động dư luận thập niên 92.000. Đó là Nguyễn Minh Châu với phi vụ cướp tiệm vàng Kim Sinh làm ám ảnh người dân thủ đô một thời. Để biết tên này tàn ác như thế nào, xin mời quý vị xem hết video này. Kế hoạch dã man của con bạc khác nước Đêm ngày 17 tháng 7 năm 1999, tại một chiếu bạc ở thị trấn Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, gã mệt mỏi đứng dậy sau khi đã vét đến đồng tiền cuối cùng, rồi lào đảo ra về. Chủ sới bạc chạy theo dúi cho gã 10.000 và bảo, Này cầm lấy mà đi xe ôm, mày nhớ từ giờ đến cuối tuần phải trả anh số tiền vay đấy nhé. Gã hỏi lại như một kẻ ngủ mê, em vay anh bao nhiêu rồi nhỉ? Gã chủ sới bạc cười nhằn nhở, có mấy đâu hơn 20 triệu. Ngày con số hơn 20 triệu gã giật bắn người bởi con số thật là khủng khiếp. Về nhà cả đêm gã trần chọc không ngủ được vì không biết kiếm đâu ra số tiền ấy bây giờ. Gã sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng đông con. Nhà có 9 anh em, gã là thứ tư và được coi là đẹp trai nhất nhà. Mà cũng chính là vì đẹp trai cho nên tuổi trẻ của gã cũng đã vương vấn mối tình với nhiều cô gái. Gã gá lấy vợ khá sớm, năm 21 tuổi, và cũng đã có với nhau ba mặt con. Vợ gã là một người làm ăn chân chỉ hạt bột và cam chịu. Gã đã trải qua nhiều nghề từ đào đãi vàng, công nhân, rồi cũng có một thời gã buôn vàng cốm. Gã mua vàng cốm ở các lò đào đãi vàng ở Tuyên Quang rồi mang lên Hà Nội cho các hiệu vàng. Buôn vàng cốm cũng có lãi, nhưng khốn khổ cho đời gã. Được đồng nào gã nướng sạch và chiếu bạc hết đồng nấy. Không chỉ nổi danh là một con bạc luôn khát nước ở đất chiêm hóa, gã còn về tận Nam Định, Hà Nam đánh bạc. Nhưng không chỉ cờ bạc, gã lại còn dính vào hút sách nữa. Cho nên bao nhiêu của nải tích góp được đều lần lượt đội nón ra đi. Ngôi nhà của gã nằm cạnh bờ sông Lô, tùy đất rộng, nhà to nhưng cũng rất sỉnh soàng. Người ta bảo nếu gã không nghiện ngập cờ bạc thì đã trở thành một đại gia có máu mặt ở thị trấn Triểm Hóa. Năm 1999, gã 39 tuổi nhưng cũng đã kịp ghi vào lý lịch của mình một tiền án về tội đánh bạc và một tiền sự về nghiện. Nằm nghĩ mãi không biết làm thế nào để kiếm ra được đồng tiền, bỗng dưng gã nghĩ đến một gia đình. Đó là ông Phạm Công Sinh, chủ tiệm vàng Kim Sinh ở 48 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội. Sở dĩ gã nhớ đến nhà ông Sinh là bởi vì trước đây trong thời kỳ buôn bán vàng cốm, gã đã nhiều lần mang vàng đến đây bán và được ông bà Sinh cho ngủ qua đêm tại nhà. Nhà ông Sinh thì gã biết quá rõ, ngoài ông bà ra thì còn một người phục vụ tên là Lục Thị Nghĩa, quê ở Thành Hóa. Hàng ngày đến giúp việc theo giờ, Thật ra thì chị Nghĩa không phải là giúp việc cho nhà ông Sinh, mà là giúp việc cho nhà anh Phạm Công Tấn, con trai ông Sinh, ở số 68 cùng phố. Ông bà Sinh đều tuổi đã ngoài 70 là người hiền lành, sống nhân đức, được bà con quý mến. Vậy mà chẳng hiểu sao có được ba người con, thì hai người lại bị bệnh tâm thần. Một người tên là Tảo, một người tên là Thức. Tảo thì bị tâm thần nặng gần như là không biết gì. Suốt ngày chỉ ngồi cười ngây ngô, con Thức bị nhẹ hơn, Cả hai người đều phải dùng thuốc ngủ thường xuyên vì nếu thiếu thuốc, họ không ngủ được. Nghĩ đến nhà ông sinh, gã bỗng nảy ra ý định phải về đó kiếm tiền. Và đêm hôm ấy, gã gần như thức trắng đêm để vạch ra kế hoạch. Thế là sáng hôm sau, 7 giờ sáng ngày 18 tháng 7, gã đi ô tô khách xuống Hà Nội. Thấy chồng sắp xếp quần áo, vợ gã hỏi, mình đi đâu đấy? Gã nói gọn lỏn tôi đi xuống Nam Định có việc. Biết tính chồng, chị định, vợ gã cũng chẳng hỏi thêm gì. Khi đi Hà Nội, gã đem theo một cái cặp, trong đó có một áo mưa, một quần dài, ba chiếc áo và 700 nghìn. Đến khoảng nửa buổi chiều thì xe về đến bến Kim Mã, Hà Nội. Gã xuống thuê xe ôm đi ra chợ hôm Đức Viên. Gã vào một cửa hàng bán dao, ở ký ốt số 15 chợ hôm, mua một con dao nhọn, loại dao Thái Lam 25 000 đồng, bỏ vào chiếc cặp màng theo. Rồi sau đó gã thuê xe ôm đi tới ngã tư ô chợ dừa. Đến ngã tư gã xuống xe lững thững đi vào một quán phở và gọi một bát phở bò chín. Ăn xong gã đi đến một quán nước chè đối diện với nhà ông Sinh. Gã uống nước chè và hút thuốc lào vặt chờ trời tối. Đến khoảng 20 giờ 30 phút khi thấy hiệu vàng Kim Sinh đã nghỉ bán hàng, gã lững thững đi vào nhà ông Sinh. Ông Sinh đang ngồi một mình ngoài cửa nhà. Gã đến và chào ông. Nhận ra người quen ông Sinh hỏi, Ơ thằng cháu sao lâu lắm không thấy mày xuống? Gã bảo, vâng, cháu đi có việc đi Nam Định nên tranh thủ rẽ qua đây thăm hai bác người biến thành sói. Ông Sinh vồn vã mời gã vào nhà, bà vợ ông Sinh tên là Tịch, thấy gã thì cũng xuống đón tiếp niềm nở và hỏi chuyện làm ăn. Chuyện trò đừng một hồi ông Sinh hỏi, này tối nay cháu ngủ ở đâu? Gã nói cháu cũng chưa biết ngủ ở đâu, nhưng mà mai cháu về quê rồi, thôi bác cho cháu ngủ lại đây nhé. Ông Sinh gật đầu, được thôi thế thì tối nay mày ngủ với thằng Thức. Đến hơn 21 giờ, Phạm Ngọc Toàn cháu nội của ông Sinh đến chơi, Toàn đứng cạnh gã, gã lấy thuốc lá ra mời anh Toàn. Nhưng anh Toàn không hút, và Toàn đi ra ngoài cửa rồi hỏi, ai ở trong nhà đây ông? Ông Sinh nói, ôi, nó là bạn của chú Thức đấy. Khoảng 22 giờ thì chị Lục Thịnh Nghĩa và anh Toàn đi ra khỏi nhà. Ông Sinh ra kéo cửa sắt và khóa cửa lại, rồi đi lấy thuốc ngủ cho hai người con bị bệnh tâm thần của mình là Thức và Tả uống. Gã nằm ở một chiếc giường con cùng phòng với Thức và xem tivi. Được một lúc bà vợ ông sinh mang thuốc ngủ vào cho thức và tả uống. Bà bảo gã, thôi anh đi ngủ sớm đi, để mai còn về. Với lại để cho thằng thức nó còn ngủ, chứ có tiếng tivi nó không ngủ được đâu. Mặc dù hôm đó đi rất mệt, nhưng lúc này thần kinh của gã căng như dây đàn. Gã không thể nào chợp mắt được dù chỉ là một phút. Gã nằm bên cạnh anh thức và lắng nghe từng nhịp thở của anh. Và cứ 15 phút gã lại nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc gõ thánh thót. Gã đếm từng lần chuông và đến khoảng 3 giờ sáng ngày 19 thì gã ngồi dậy Gã lén lén đi ra ngoài quan sát Thấy mọi người trong nhà ông Sinh đã ngủ say Gã nhẹ nhàng mở chiếc cặp đen lấy con dao Thái Lan Rồi rón rén đến giường anh Thức đang nằm ngủ Hắn miết một đường rất mạnh ngang cổ anh Thức Anh Thức dãy chết Chỉ một phút sau là không còn động cửa Ông Sinh nghe tiếng động do anh Thức đập chân xuống giường Nên đã thức dậy đi đến phòng Đứng ngoài cửa hỏi Cái gì đây mà đập mạnh thế Gã nói với ông Ôi thằng Thức nó ngủ mê ông ạ Kiếp thằng mê nói linh tinh quá ông sinh nhìn vào giường nhưng do điện tắt mắt ông lại kém cho nên ông chẳng thấy gì ông đi tiếp vào gian phòng thứ ba tiếp giáp với khu bếp và nhà vệ sinh đến giường anh tảo đang ngủ ông bật điện lên thấy anh tảo đang nằm ngủ ngon lành ông đi ra thấy ánh điện từ gian phòng anh tảo hắt ra gã sợ ông sinh phát hiện được cho nên ông đi đến sát giường anh thức thì gã bất ngờ nhảy ra tay phải cầm con dao nhọn đâm ông sinh nhưng bị trượt ông sinh dùng tay răng lấy con dao Tay ông cầm phần thân và lưỡi dao răng co với gã Ông Sinh kêu Ôi giời ơi nó giết tôi Rồi đi giật lùi về phía khu bếp và nhà vệ sinh Lúc này gã như một con sói Gã xông tới áp sát người và người ông Sinh Gã chọc liên tiếp vào người ông Trong khi gã đang vật lộn với ông Sinh Thì bà Tịch tỉnh dậy Cũng xông vào rằng co với gã Do bị thương nặng ông Sinh ngã gục ngay xuống trước cửa khu bếp Và nhà vệ sinh Còn bà Tịch túm được tay dao của gã Và răng được ra nhưng do bị mất đà nên bà ngã sấp xuống nền cửa. Gã dùng đầu gối trái tì lên lưng bà tịch, dùng tay phải gỡ lấy con dao từ tay bà tịch, rồi cầm dao đứng dậy, thì gã thấy bà ngồi dậy. Gã văn mắt lên, dùng chân đạp vào mặt bà tịch, làm bà ngã ngửa, rồi hệt như động tác đã làm với thức, gã giết bà tịch. Lúc này khi thấy bà tịch nằm yên không động cửa, thì gã mới phát hiện ra bàn tay của gã bị chảy máu. Hóa ra trong lúc rằng co với bà tịch, gã đã nắm phải lưỡi dao cho nên phần gan bàn tay giữa ngón cái và ngón trỏ bị rách nghe thấy tiếng động mạnh anh tảo đã thức dậy và nhìn thấy cảnh gã chém bố mẹ mình nhưng là người bị tâm thần nặng nên anh vẫn ngồi trên giường miệng lẩm nhẩm đâm chết chúng nó đi gã thừa biết anh tảo là người vô hại cho nên gã không giết anh tảo mà đi lục soát tìm chìa khóa tìm được chìa khóa cửa ra vào gồm hai chìa một chiếc để trong ngăn kéo ở tủ đứng kê ở chỗ sập gụ gã cất chìa khóa vào túi quần đùi đang mặc trên người, rồi tiếp tục tìm chìa khóa két sắt. Khi tìm thấy chùm chìa khóa của hai két sắt treo ở mắc áo gian phòng thứ hai, gã quay vào phòng Tảo thì lại không thấy Tảo đâu. Gã gọi anh Tảo. Ngay tiếng gọi anh Tảo từ trên các xếp đi xuống nói lầm bẩm Tao vừa trốn. Gã chỉ vào xác ông Sinh và bà Tịch nói với Tảo. Mày ngồi đây trông bọn này rồi tao cho tiền. Anh Tảo đơ đẫn nhìn rồi gật đầu sau đó gã đi ra mở hai kết sắt để ở gian nhà ngoài nhưng không mở được vì cả hai kết sắt còn có khóa số gã để nguyên chìa khóa và ổ khóa bên trái rồi lấy kéo sắt để ở bàn dụng cụ làm vàng gã cậy phá tủ kính trưng bày vàng ở ngăn phía trên rồi vơ vét tất cả vàng nhẫn dây chuyền hoa tài vòng đeo tay và các loại lắc rồi gã tiếp tục lục soát các ngăn ở bên dưới tủ trưng bày vàng tây vàng ta kê sát cửa bên ngoài nhưng không thấy gì gã lại đi lục soát tất cả các tủ khác khi thấy một chiếc hòm sắt nhỏ có khóa, gã dùng búa đinh, kéo sắt đập phá hòm sắt, xem bên trong đựng gì. Hóa ra bên trong đựng đồ trang sức của bà Tịch. Gã lấy được một dây chuyền, một lắc đeo tay bằng vàng ta nặng khoảng một lượng. Sợi dây chuyền khoảng hơn hai lượng, rồi hoa tai, nhẫn, mặt đá và cả một chiếc đồng hồ Seiko. cô. Toàn bộ số vàng lấy được gã cho vào chiếc cặp đem theo, còn chiếc hòm sắt, chiếc búa đinh và chiếc kéo hắn để lại ở gian phòng thứ hai sau khi đã cướp được số tài sản gã cầm dao nhọn vẫn là con dao đã hại ba người đến chỗ anh tảo đang ngồi trên giường thấy gã cầm dao anh tảo hoảng sợ hai tay ôm lấy đầu gã đứng phía sau đâm một nhát vào hõm vai bên phải rồi gã điên cuồng liên tiếp đâm tám nhát nữa vào má vào tai vào gáy vào cổ anh tảo khi anh tảo bị đâm nhát dao thứ nhất thì anh ngẩng đầu lên nói tôi vẫn trông cho anh đấy chứ rồi gục xuống giường chết ngay tại chỗ sau đó gã bình thản tắm rửa giặt chiếc quần đùi đen có dính máu rồi lại mặc tiếp. Gã mang tất cả mọi thứ để vào gian phòng rồi mặc quần áo dài, xách cặp đi ra cửa dùng chìa khóa cửa sắt mà gã lấy từ trước để trong túi quần đùi gã mặc trên người. Gã mở hai chiếc khóa rồi đi ra ngoài, dùng dây xích vòng hai cánh cửa bên trong lại và khép cửa lại rồi gã đi bộ đến cổng bệnh viện Đống Đa. Lúc này vào khoảng 5 giờ sáng, thấy một người xe ôm đang đứng chờ khách trong cơn ngái ngủ. Gã bảo ông chở ra bến xe phía nam. Săn sói. Ban chuyên án nhận định Nhất định kẻ thù ác phải là người quen với gia đình nạn nhân. Chỉ nghĩa cho biết anh thức rất khó tính. Nếu trong nhà có người lạ là anh này tỏ thái độ không vui. Với thông tin duy nhất người khách tên Châu ở Chiêm Hóa Tiền Quang, ban chuyên án ngay lập tức cử một tổ công tác lên đường đi tìm người có tên Châu. 12 giờ đêm hôm đó, tổ công tác gồm toàn các chiến sĩ trong đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã tới Tuyên Quang. Vì đã được thông báo trước nên dù giữa đêm Những cảnh sát hình sự huyện Chiêm Hóa và cảnh sát khu vực đã chờ sẵn thì đã chắc chắn tên Châu là thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng tại tiệm vàng Kim Sinh và hiện tại hắn đang trốn khỏi nhà bà cô Nguyễn Thị Thuộc ở vụ bản Nam Định. Lực lượng công an các tỉnh, thành phố Hà Nội được lệnh chốt chặn tất cả các tuyến đường có xe khách chạy qua. Thông tin mà người xe ôm tên Hiếu cung cấp cho biết anh đã chở tên Châu ra đường lớn để bắt xe đi Đồng Văn, Hà Nam. Hàng trăm chiếc xe khách và cả xe con dừng lại để kiểm tra, nhằm phát hiện một gã đàn ông băng bó ở tay. Rất nhiều người có đặc điểm tầm vóc giống châu được đề nghị lật bàn tay trái kiểm tra nhưng không có kết quả. Có một chuyện khiến tổ công tác mũi vây bắt ở Tuyên Quang nhớ mãi, đó là các anh nhận được thông tin từ một người lái xe khách cung cấp, vừa có một người khách băng bó ở tay xuống xe cách đây 30 phút. Lập tức, thông tin được sang mình, hóa ra đó là một người bị gãy tay vừa đi bó bột về. Sáng ngày 21 tháng 7 năm 1999, tổ công tác từ Tuyên Quang báo về Châu có một người bạn tên Nguyễn Sóc Ánh ở Duy Tiên, Hà Nam. Năm 1990, hắn bị công an tỉnh Hà Nam Ninh bắt về tội đánh bạc. Khi đó hắn bị vô tại một sới bạc ở Duy Tiên, Hà Nam. Chập tối 22 tháng 7 năm 1999, Oánh về nhà, thấy công an tới hỏi về Châu. Ngay lập tức Oánh nhăn nhở dở rộng vòi tiền, thì mới chỉ chỗ tên Châu đang ở. Dù cay đến tận mũi nhưng các cảnh sát hình sự buộc phải mềm mỏng với hắn vì hắn là chiếc chìa khóa để mở nhanh nhất việc bắt giữ tiền Châu. Trung tá Nguyễn Đức Bình đưa cho hắn 500.000 đồng. Oánh cho biết, sau khi ăn cơm tối, Châu đã mò sang nhà một người đàn bà có tên Nguyễn Thị X, làm gái gần đó. Và giờ này chắc chắn Châu đang mầy mửa với Thị. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi đến nhà Oánh, Châu chỉ có mỗi hai việc. Ban ngày thì đi đánh bạc với bọn Oánh, ban đêm thì mò sang nhà X để giải quyết nhu cầu. Quả đúng như thế, khi tổ công tác bí mật chốt chặn xung quanh khu vực nhà X, thì phát hiện một người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở cánh đồng gần nhà X một người cầm đèn pin dọi thẳng vào mặt hắn. Châu cuốn cuồng định chạy nhưng không kịp, chân những cánh tay cứng như thép của các chiến sĩ cảnh sát hình sự. Hóa ra, hắn đang ngồi chờ đến lượt vì khi hắn đi vào nhà X thì chợt có hai thằng quát con đòi vào giải quyết trước, thế là hắn đành phải ra ngoài cánh đồng ngồi đợi đến lượt. Lúc đó khoảng 20 giờ 20 ngày 2 tháng 7 năm 1999, khai thác nóng tại chỗ Nguyễn Minh Châu cho biết, sáng 20 tháng 7 năm 1999, khi bà Nguyễn Thị Thuộc nhận được điện thoại của vợ hắn, thông báo có công an đến nhà hỏi thăm, hắn đang nằm trên giường đã vùng dậy vì biết bị lộ, nên nhanh chóng gọi xe ôm trở ra đường cái, rồi tiếp tục bắt xe ôm đến nhà bạn là Nguyễn Sóc Oánh ở Duy Tiên, Hà Nam. Hắn không đi xe của một người, mà đường một đoạn hắn lại thuê người khác chở để tránh bị phát hiện. Đến nhà Oánh, Châu lấy khăn bọc số vàng tây lại rồi ném xuống góc ao, còn số vàng ta hắn giấu trong đống rơm. Mặc dù đang phải trốn chạy công an nhưng hắn vẫn giữ thói quen giải trí là đánh bạc ban ngày và chơi gái ban đêm. Đương nhiên với tội ác mà mình đã gây ra, Nguyễn Minh Châu phải chịu mức án cao nhất của pháp luật. Qua vụ thảm án này cũng là một bài học cho các bạn trẻ không nên dính vào con đường cờ bạc, để rồi khi thua tiền sẽ khiến bản thân mất hết lý trí và nghĩ đến những hành động xấu xa kinh tởm nhất. Đặc biệt là không nên tin tưởng vào những người không quá thân thiết, nhất là trong nhà chúng ta có nhiều tài sản giá trị. Trên đây là vụ án Nguyễn Minh Châu, sát thủ cướp tiệm vàng tàn ác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.